Vâng, mời chào các bạn. Thì Bonsai Linh Vượng tiếp tục review chương trình cái vườn cây của anh Mạnh Cường ở Phúc Thọ. Giới thiệu với các bạn, đây là những cây mai chiếu thủy. Cây bông tán thì xong mịn tít hết rồi. Anh em về được ở sẵn chơi thôi. À Vượng ạ, cây này anh giới thiệu Vượng quý khách hàng là trong khoảng tầm khoảng một tuần nữa thôi. Nó là lãng hoa đấy em ạ. Vâng. Đấy, bây giờ đang ra hoa đang thì em quay sát về đây mà xem, hoa dày đặc luôn. Nụ hoa dày đặc. Nụ hoa dày đặc này. Hoa bung lụa thơm ngao ngạt. Đấy. Cây này một tuần nữa thì hoa thì kín mít, cây trắng xóa cây luôn. Đây anh đo cái chỗ này. Được 52 ạ. Vành 52. Chiều cao từ mặt chậu lên là cây này được 68. Bóng tàn cây này là được 87. Nằm trên một cái chậu bát tiên cũng đẹp rồi, đấy, cái thế này mà chơi thôi. Nó đang có cục lù to tướng lắm. Ừ, càng ngày càng lửa to ra. Đấy. Đây là cây mai chiếu thủy thứ nhất. Anh giới thiệu cái hàng hàng quấn này 3 cây mai chiếu thủy. Cái kia là lá lớn. Đấy, đây là cây mai chiếu thủy lá trung nè. Cây này thì siêu hoa luôn. Là cây mai chiếu thủy thứ hai. Đây. Đấy, đây là cây lá. Đây là cây lá lớn này, lá trung này, lá to này. Vâng. Đấy. Thế mình cố lại nó cũng nhỏ nhỏ ghê nhỉ. Lá to ư, nó chỉ thế này thôi, nó to hơn cái lá kia một chút thôi em. Đấy, anh đo cái vành thân ở chỗ này được 60. Tàn dài cao cây này được 65. Đấy. Tán dài cây này được 1 mét. Nằm trên cái chậu Đồng Nai. Đang đây lu nhỉ. Lu cây này. Đấy. Đây là cây trung lu mà. Mai chiếu thủy là lớn. Lu mọc đây. Đấy, anh giới thiệu ba. Cái này nó hoa như là cánh mai ấy nhỉ. Đấy. Đây đây còn đang có bông hoa đây. Ừ. Đấy. Hoa nó như cánh mai. Cái cây này thì hoa thì không sai bằng cái cây lá trung với lá nhỏ. À. Cái này thì đây anh nó giới thiệu ba đoạn bền đúng không? Đấy, đây một cây nữa đây em. Cái này lá nhỏ hơn đúng không? Đấy, cái này lá nhỏ. Ừ, em nhìn hoa này. Có tuần nữa thôi nó buông thì kín cây luôn. Ừ. Như một cụm rừng nhỉ? Nó là cụm mà em. Vâng. Cụm rừng. À, xung quanh cái cụm này chỗ này là được 85. Chiều cao từ mặt chậu lên cây này được 80. Tàn dài 87. Bung hoa như cái đèn lồng. Dây đặc hoa này. Hoa đẹp lắm. Hoa nó thơm nhỉ. Tối ngủ nước mà thơm. Thì thoang thoảng thơm lắm. Đấy, em đúng quay rồi. Anh cả bên mặt bên này cho quý khách hàng. Đấy, cuốn này anh giới thiệu vài cây hoa. Đấy, tiếp theo anh giới thiệu một cây hoa dâm bụt đây. Vượng đánh giá cây hoa dâm bụt này thế nào em? Cũng là cốt chậu lồ làm hiếm có đấy. Bao nhiêu năm cốt chậu. Thân nó bị già, chun sụn. Thân nó già lắm. Một cây dâm bụt như vậy được đưa vào là tạo tác từ bé đấy. Tay cảnh nó như đấy. Thế này. Mặt nào cũng đẹp em ạ. Đây nó đang nằm trên một cái chậu là 36, vuông 36. Chiều cao cây này được 50. Tán dài 68. Một cây hoa đáng chơi em. Hiên ngang bật quật. Đấy. Nằm tay cành kỹ nhỉ. Đấy. Nói thích. Đây tác phẩm dâm bụt. Sau đó thì em Vương nhận ra cái gì đấy không? Cái này là cây cái gì em? Cây này cây kim quýt em. Cây kim quýt à? À, không nhận ra. Thích không? Có sâu có này. Gai gai à, nhỉ? Có em sâu đây rồi. Sâu to thế.
Đấy. Kim quýt đấy, đây quả nó đây anh em này. Quả kim quýt. Quả đây này em soi vào đây thì biết này. Đấy, nó đang ra quả này. Đấy, sao nó to, nó đỏ. Cái của Trung Quốc à? Không, cây này trong miền trong. À, miền trong này. Cây này cây quý đấy. Chiều cao của cây này là được 58. Tán dài cây này được 70. Đấy, nó đang nằm trên một cái chậu tròn này. Là 50. Bộ bị gốc đẹp không? Cây này anh định bảo anh cho vào cái chỗ anh kề đá này. Đá đẹp. Hai mặt nó đều đẹp. Đá đẹp, nó cây gai 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 như là cây ấy nhỉ? Đấy, kim quýt đấy, cây hoa quả. Dòng này. Bị đẹp. Cây gạo này lạ thế. Em biết nó lạ không phải nói mà nó lại đa độc nữa. Đây là gạo hoa vàng em nhé. À thế á? Chưa gặp cái hoa gạo đỏ hoa vàng nhiều. Bao giờ nhỉ? Hoa đỏ thì gặp nhiều nhưng chưa gặp hoa vàng. À, hoa vàng hôm nào nở anh quay cho em xem nhé. Vâng. Đấy, chiều cao cây này là được 60. Đấy, này, chung quanh cái này của nó này. 40. Dáng nó dị dị lạ lạ nhỉ. Đấy. Đây là cây gạo hoa vàng. Gạo hoa vàng. Cây đa với nước sân đình. Cái này cái đa lông à? Đấy, không. Anh định cắt vào cành này này, nhưng mà nghĩ cành này thôi, uốn lên đây tí. Cành này nó đang đi. Cắt luôn để lấy cái cành xuống dưới thôi. Đây. Đúng rồi, cắt thì nó thoát thân đẹp. Que thân đẹp. Hoặc anh đưa cho lên này cũng được. Ở trên là có bông rồi. Mình đi. Đấy, làm đa nó khó phết em ạ. Đa này không phải đơn giản đâu. Cây này cao 46. Tàn dài cây này 70. Đấy. Đa. Tác phẩm đa. Ái chà, anh có cây dúi đặc sắc ghê nhỉ. Lại cần điêu khắc. Đấy. Cây này anh cho nể hết thì sau đó anh sẽ vít đấy vào anh. Hay đấy, Phật Di Lặc độc lạ đấy. Ừ. Được cái tay cánh, tay nó già. Tay nó phải nói bộ này lọc ra thích lắm. Chiều cao cái này là từ mặt chậu lên này. Nó 47. Tàn dài ra đây là 64. Vành cây chuối này. Vành thân này. 72. Cây chuối rất độc lạ. Alo. Đấy là cây chuối em ạ. Cái này, cho anh nghe cái này. Mòi à? Đấy, cái tròi mòi này thích lắm, gốc đẹp lắm. Bây giờ anh vừa làm lại này. Đang lên rất nhiều cái mâm thử sau lên nu. Không phải bỏ em ạ, bỏ hết. Này, nó đã nu nó nhiều này mà. Đấy, nó lại đang ra quả nữa, với quý chứ. Đang chuẩn bị hoa đúng không? Hoa ra đấy, quả. Nó đang ra quả rồi đấy. Cây này bắt đầu là anh ngâm nước đây để cho nó khỏi thiếu nước để cho quả nó. À, khi nó ra quả thì ngâm nước cho nó khỏe. Đây em, quả đây này, nó đang dày đặc này em. Đang dày đặc như những cái chùm hoa này mà cái quả đẹp lắm, như chùm nho nhỉ, như chùm nho nó quả được 7 tháng mà em. Đấy em, cây này cây nu em, kéo dài được 7 tháng kìa. Cây tròn mò nu. Để anh vặt vào những cái này em quay. Đấy, nó mọc nu khắp cả thân luôn. Cây này gốc đẹp lắm. Cái này anh xin đo ở cái chỗ này được 50. Đấy, đây. Được 50 em. Đẹp. Bị gốc này nó rất là đẹp. Chiều cao của cây này được 74.
tán trải dài cây này được 94. Tác phẩm Chòi Mỏi. Hết lứa này lứa khác thôi. Lứa vặt này. Cây ruỗi dáng huyền đẹp đẹp. Cái này anh định mua cái chậu quạt này, anh cho vào này, em nhìn mặt này, nó đẹp này, cho chậu quạt thì nó hợp hơn. Nhưng mà để cái chỗ này nó cũng phiêu đấy. Hả? Chỗ này nó cũng dáng nó lượn lượn đẹp đấy, nó cao cao. Để luôn này này, không phải chậu quạt, để nó cũng được. Chậu quạt nó cũng đẹp em ạ. Chậu quạt thì nó có cái dáng nó cuốn quạt đúng không? Đúng, cuốn quạt cũng đẹp. Trúc đỏ này. Cái này là cây túc. Túc đấy. Nhà nào có cần thì mua thêm một cái sung nữa vào của sung túc. Đấy, túc này. Lá đỏ đẹp nhỉ, như bông hoa. Ừ. Đấy, túc đấy. Giả lắm. Ừ. Túc. Còn bên cạnh này là cây sam ngọc ấy. Sam ngọc à? Ừ. Em thấy. À, lại chơi lụa kiểu như của cây Nhật Bản nhỉ? Đấy. Cây này là Shibaku Nhật Bản. Lá nó rất buồn cười, nó cứ thế này, ai cũng bảo như bị bệnh. Kiểu lá nó thế đúng không? Ừ, kiểu lá đấy. Cái sam ngọc đấy. Đó, nó cứ xoan xoan. Xoay cái mặt kia sang đây xem nào. Đây em. Đó, cái mặt bên này đẹp hơn này. Đấy. Mặt bên này đẹp này. Nhìn được cả lụa. Cả dáng bóng cây. Được cái dòng này nó khỏe. Cái sam ngọc này nó khỏe lắm. À. Được 30 phút rồi. Thế này là cái Chòi Mỏi dáng huyền. Đấy. Cũng là dòng Chòi Mỏi châu, cái dòng này thì dòng này châu là lá dài, Chòi Mỏi của Huế đấy. À. Đấy, bắt đầu đang trổ hoa này, bắt đầu lại trổ hoa này. Đấy, từ đây xuống đây là 1m2 em. Đấy, 1m2. Huyền nó đổ 1m2, rộng ra từ đây bên đây là 70. Đấy, đang trổ hoa này. Đây là hoa nó trúc xuống, quả nó dài lắm nhỉ? Dạ, dài lắm. Đấy. Thân nó cũng lưu ác phết nhỉ. Ô, cây này đẹp mà em. Già là chun chun nhăn. Cây nó già. Cây này nó nu lên rất lớn. Đấy. Đấy. Đây là cái lô cây lựu hạnh mà. Ừ. Đấy, đây là anh có chục cây lựu hạnh như này em ạ. Này dòng chuyên chơi hoa đúng không anh? Chuyên hoa thôi. Đây vành gốc ở sát gốc này. À, rơi vào được 20 đến 22. Chục cây lựu hạnh như này. Đấy. Dòng này là dòng này mai nó ra rất nhiều hoa, cái đỏ đỏ nhỉ? À, kia đấy, hoa đây em. Đấy, hoa đây em. Cho quý vị tham quan. Hoa nó đẹp lắm. Đây, cho em xem cái bông hoa này luôn đây này. Đây em ơi. À, lửa căng là xoay. Lửa căng là thế này. À, nó tròn. Em bỏ tay được. Đấy. À. Lửa căng là thế. Được rồi em ạ. Kết thúc cuốn này để cho anh cuốn mộc nữa xong. Vậy anh em, quý vị nào mà yêu thích cây nào thì cứ trực tiếp liên hệ với anh Cường qua số điện thoại Bonsai Linh Vượng đặt trên màn hình quý vị nhé. Cùng Bonsai Linh Vượng cũng xin được kết thúc video đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở cuốn video tiếp theo.